tin giới hiền mẫu giới hiền mẫu giáo xứ phong cốc mừng bổn mạng lễ truyền tin hòa trong niềm vui cùng giáo hội hoàng vũ mừng lễ truyền tin ngày 25 tháng 3 năm 2021 bà con giáo xứ phong cốc đã cùng nhau hiệp dân thánh lễ cách riêng cùng giới hiền mẫu giáo xứ dâng lời tạ ơn trong dịp mừng bổn mạng trước khi thánh lễ bắt đầu theo truyền thống từ lâu đời giáo sứ Phong Cốc có cuộc rước kiệu Đức Mẹ Maria xung quanh nhà thờ để tỏ lòng tôn kính và yêu mến Đức Mẹ và cũng là để mẹ viếng thăm từng nhà và ban muôn phước lành xuống đại gia đình giáo sứ Phong Cốc. Cuộc rước diễn ra thực trang nghiêm và long trọng với sự tham gia của tất cả các hội đoàn trong giáo sứ và đặc biệt là giới hiền mẫu của giáo sứ. Thánh lễ bắt đầu lúc 17 giờ 45 phút với sự chủ tế của cha Đa Minh và với sự tham dự của đông đảo bà con giáo dân giáo xứ qua bài chia sẻ của cha Đa Minh mọi người tham dự thánh lễ có thể hiểu thêm về hai tiếng xin vâng mà mẹ Maria đã thưa khi sứ thần truyền tin cha cũng mong muốn mọi người trong giáo xứ luôn noi gương đức mẹ Maria mà thưa xin vâng trong đời sống gia đình để nhờ đó mà từng người có thể sống xứng đáng với vị trí của mình trong gia đình nguyện xin mẹ Maria luôn ban ơn xuống cho mọi người. Cách riêng cho giới hiền mẫu luôn biết sống trọn vẹn với hai tiếng xin vâng như mẹ Maria. Sau lời nguyện hiệp lễ, đại diện giới hiền mẫu có lời cảm ơn đến cha xứ, quý sơ và toàn thể cộng đoàn. Thánh lễ kết thúc vào lúc 19 giờ trong sự hân hoan phấn khởi của toàn thể cộng đoàn. Sau đó, cha chánh xứ cùng chụp hình lưu niệm với ban điều hành của giới hiền mẫu.